Bây giờ bố cho em rồi, thôi em lấy, có em không trả lại. Nhưng mà bác đâu có tự cho mày đâu. Bác tự chưa tự cho tay ký các kiểu chứ phải là em lấy cho mày gì đâu. Mày lừa tao với cả bố tao, nhà tao mới cho mày sổ đỏ đấy chứ. Em chả lừa gì cả. Chỉ có mày lừa thôi. Mày bảo với thằng Dũng này đưa cho bố tao sổ đỏ giả để lấy căn nhà đấy. Anh đang nghe kỹ là em bảo hay là Dũng bảo chưa? Ai bảo? Hay là cứ là anh cứ đổi em là em một mình em nói. Mà ai bảo? Dũng bảo á? Dũng bảo chứ ai? Thế Dũng bảo thì mày xui. Chả em chả ai xui cả. Chút cả hai tự làm. Mày kêu là anh mang bố anh về nuôi mà. Mày bảo là mày chấp nhận mày nuôi được nha, tao phải để đấy nhá. Nuôi còn thì... nếu như mày bảo cái thì tao đoán bố tao về. Ý mày như nào? Bây giờ tao sẽ thả mày về. Mày ký giả tao sổ đỏ, tao đoán bố về nuôi. Em không giả, bố cho em rồi, em lấy, còn em không giả. Mày đừng có lý đấy. Cái nhà của mày đâu? Chị Thư đây, chị ruột của Dũng. Thế bây giờ chị đi lấy chồng rồi đúng không? Chị mới có đất. Chị Thư bảo là cho bọn em hết rồi. Cho lúc nào? Còn lại vẫn canh hàng chị rồi. Nói rồi, bảo là chị không lấy nữa, chị cho hết rồi. Chưa cho đồng nào đâu nhá. Và tao không cái lời nói nào như thế. Bố đang cù luôn đấy. Tao chẳng bảo như thế mà. Tao thế luôn đấy. Tao bảo đất đấy, đất đấy vẫn của nhà tao. Bố tao vẫn bảo cho tao một phần. Vẫn là của tao. Đất đấy vẫn là đất của nhà tao. Tao vẫn đòi. Đúng rồi. Nhưng bố bảo là cho, mà chị bảo là chị không lấy, chị nhường cho bọn tao em ký rồi. Đâu? Tao ký chưa? Tao ký chưa? Hả? Hay là tao chỉ nói mồm thôi. Tao chỉ nói mồm mày thôi, còn ký tao chưa ký. Đấy, bây giờ đi ra ngoài đây để nó xem nó như thế nào mọi người ạ. Xem con này bây giờ nó... Nó vẫn giả vờ, nó thôi nhà mà vừa nãy là tôi bắt được nó rồi. Vừa nãy là anh em thấy đấy, là nó giả vờ nó chạy đấy. Bây giờ anh em tôi còn được còn chục mạng ra. Đây này, đi ra ngoài này để xem con này có... Đấy, nó vẫn khỏe kìa. Vẫn khỏe lắm, đây. Không còn thua gì đâu. Sầu chán. Con này... Này nó chỉ là âm mưu nó giả vờ thôi. Chứ mình mà giả vờ thả tay nó ra là nó chạy luôn đấy. Cứ đòi về. Nhưng mà nó không giả sổ đỏ cơ. Về kiểu gì? Không giả sổ đỏ cho người khác thì người khác đã. Đấy, nằm gì này. Đứng này. Này, tao nói cho mày nghe này. Mày ngoảnh mặt đây. Tao nhất là tao chuyện mày đâu. Ngẩng mặt đây. Quay đây. Quay ra. Tao nói mày nghe nhá. Là bây giờ ấy, mày không cần phải gọi là không chờ hay là chờ đợi cái gì đâu. Thằng Dũng bây giờ ấy, nó đi nó lấy vợ khác rồi. Nó đi cứu mày đâu. Mày hiểu chưa? Nên là bây giờ ấy, mày ấy khôn thì mày giả ra nhà tao sổ đỏ. Để gia đình nhà tao cầm sổ đỏ về. Còn là mày thả, nó thả mày về. Ý mày như nào? Tại sao? Vẫn còn không gì ạ? Tại sao? Tại sao? Mở mồm. Em không giả. Tại sao? Tại sao nó không giả? Ngẩng mặt đây. Nói. Thế tại sao mà không giả? Tại sao? Bây giờ bố thắng bố từ đưa cho em, bây giờ cho em rồi thì em giả làm sao được. Bây giờ bố thắng mà biết được bố cũng cứu em thôi. Này, không ai biết được mà cứu đâu. Mày hiểu chưa? Bây giờ bố cho em rồi, thôi em lấy, có em không giả lại. Nhưng mà bác đâu có tự cho mày đâu. Bác tự chưa tự cho tay ký các kiểu chứ phải là em lấy cho mày gì đâu. Mày lừa tao với cả bố tao, nhà tao mới cho mày sổ đỏ đấy chứ. Em chả lừa gì cả. Chỉ có mày lừa thôi. Mày bảo với thằng Dũng này đưa cho bố tao sổ đỏ giả để lấy căn nhà đấy. Anh đang nghe kỹ là em bảo hay là Dũng bảo chưa? Ai bảo? Hay là cứ là anh cứ đổi em là em một mình em nói. Mà ai bảo? Dũng bảo á? Dũng bảo chứ ai? Thế Dũng bảo thì mày xui. Chả em chả ai xui cả. Chút cả hai tự làm. Cả hai đứa làm với cả hai đứa chúng mày đều là chia tiền cho tao một tí nữa. Thế chúng mày đuổi bố tao ra ngoài đường. Thế bố mày có chừng như thế không mà đuổi bố tao như thế. Mày kêu là anh mang bố anh về nuôi mà. Mày bảo là mày chấp nhận mày nuôi được nha, tao phải để đấy nhá. Nuôi còn thì... nếu như mày bảo cái tao đoán bố tao về. Ý mày như nào? Bây giờ tao sẽ thả mày về. Mày ký giả tao sổ đỏ, tao đoán bố về nuôi. Em không giả, bố cho em rồi, em lấy, còn em không giả. Mày đừng có lý đấy. Cái nhà của mày đâu, chị Thư đây. Chị ruột của Dũng. Thế bây giờ chị đi lấy chồng rồi đúng không? Chị mới có đất. Chị Thư bảo là cho bọn em hết rồi. Cho lúc nào? Còn lại vẫn canh hàng chị rồi. Nói rồi, bảo là chị không lấy nữa, chị cho hết rồi. Chưa cho đồng nào đâu nhá. Và tao không cái lời nói nào như thế. Bố đang cù luôn đấy. Tao chẳng bảo như thế mà. Tao thế luôn đấy. Tao bảo đất đấy vẫn của nhà tao. Bố tao vẫn bảo cho tao một phần.
vẫn là của tao. Đất đấy vẫn là đất của nhà tao, tao vẫn đòi. Đúng rồi. Nhưng bố bảo là cho, mà chị bảo là chị không lấy, chị nhường cho bọn em rồi. Đâu? Đã ký chưa? Tao ký chưa? Hả? Anh em tao chỉ nói mồm thôi. Tao chỉ nói mồm mày thôi, còn ký tao chưa ký. Có mỗi mày lừa bố ký vào thôi. Còn tao ấy, trên thân danh là tao vẫn còn đất ở đấy. Nên là mày đừng có nghĩ mày hóc được cái đất nhà tao dễ dàng thế nhá. Nếu như mày không mờ ấy, không giải được sổ đỏ nhá, mày cứ ngồi đây thôi. Em mày... không giả. Ừ, chả mày cứ đứng giả tao ngồi đây. Còn nào mày có tin tao cho mày sang Trung Quốc không? Mày tin không? Anh cho em báo ngoan đấy. Thoải mái. Báo luôn hộ cái. Tao nói thật mày này, nếu như ấy mày cùn với tao ấy, tao cùn lại mày luôn. Thằng đi đâu luôn. Mà thằng Dũng có mày ở đâu? Bây... Nó đi mày bị nhốt ở đâu đâu? Bây giờ chả ai để cứu nổi mày đâu. Ở đây mà to mồm, oai nữa. Mày oai cái gì? Mày bảo nhà mày lắm tiền nhiều của cơ mà. Tiền đâu? Mấy tỷ cơ mà. Vàng bạc đâu? Nhà mấy khu đất cơ mà. Đây là bằng giả. Bằng giả. Đừng bốc phét đi con. Mày là bà tướng mà mày ra lệnh hả? Con xanh này mày ra lệnh ai? Mày ra lệnh ai hả? Mày sai tao à? Hả? Đi còn lệnh. Bây giờ mày có chịu người không? Mày có chịu buông tha cho thằng nhau tao không? Bây giờ em lấy nhau anh chị em sao mà bỏ nhau được? Bây giờ bình thường người ta cưới nhau về người ta không hợp nhau người ta vẫn đi hôn bình thường. Đây là bọn em là bị bắt ép chứ phải là không có tình cảm nhau đâu. Thôi nói chung là mày cưới thằng Dũng như nào cũng được. Nói chung là tao chẳng có thằng em thằng Dũng. Tao bây giờ qua đó như người Dũng. Nó chỉ là cái thằng mày khốn nạn, không có hiếu với bố mẹ, không có hiếu với anh chị. Còn mày với nó thì ở với nhau thì ở. Nhưng mà sổ đó phải trả cho tao, với tao thế thôi. Đúng rồi. Nói thế thôi vuông. Nói anh thế cho nhanh nhá. Yep. Ừ. À, ngồi nói không chặt được không. Tạo qua vô vào. Mày đứng này nhá. Đây thôi. Nói như thế rồi mà vẫn còn trả nữa. Con này cho sang Trung Quốc thôi. Ờ, con này lì anh em ạ. Này khéo khi là để anh em tôi giữ ở đây. Để anh em tôi cho nó sang một cái chỗ nào mà vắng rồi là anh em mình cho ở đấy luôn. Đúng rồi. Mai kia là anh em tôi là biết rắn anh em mới thả con đây luôn. Đúng rồi anh. Cháu chừa đấy. Mai là biết rắn. Trăng hết là cổ nó kìa. Mai biết rắn cổ mày. Xem lúc đấy mày có sợ nó không? Bá lì. Lì không? Lì không? Anh em thấy nó lì không? Lì này, nhìn cái mặt này mọi người. Lì mà. Lì rất là lì nha. Sao gì cả. Hay em đặt nó xuống bùn chưa? Dưa, chột dưa vào cái cây này thôi. Ừ, cứ để trong cổ đại thôi. Mất công mình tăng rồi. Cho nó ở đây, nó giúp ích cho người ta, nó trông ruộng. Đúng rồi, em nhìn trông ấy. Con này, cái loại con gái nào mà ấy. Cái sổ đỏ nhà người khác, lừa đảo nhà người khác, xong bắt đầu là bảo nhận là sổ đỏ nhà mình. Loại không ngại. Tao nói mày một câu này. Tao qua là tao nói này. À. Mày nghe nhá. Tất cả những cái video ấy để hết. Lên mạng hết để cho tất cả họ hàng, bố mẹ với cả anh chị nhà mày nhìn thấy. Nhục. Nhìn cái bộ mặt của mày. Này. Yên tâm đi, rằng tao đi xóa đâu. Tao đăng hết video lên mạng rồi cho chúng mày á. Cái mặt vét ra đường luôn. Cho mình nhục mặt luôn đấy. Bố lại anh ạ. Mở mặt ra, mồm á. Đó đây, lì đấy nhỉ? Lì câu nào không ạ? Lì mà. Con này lì mà. Con này bắt đỉa thả mồm nó kìa. Mày biết đi này. Bọn tao ấy, có lòng tốt đấy. Bọn tao cho mày đứng ở đây đấy. Hiểu chưa? Còn bên đây bọn bố đang phải đứng ngoài nắng. Chuyện mày này. Hiểu không? Đáng nghe ra ấy. Là cho mày đứng ngoài này ấy. Còn anh em tao ấy phải cắm cái lều mà tao ăn lẩu ngay trong mày này. Đúng. Tao đứng ngoài này cho mày đấy. Vì mày đấy. Vì tao mày có gì đâu. Nhà vợ tao đang có vợ tao đứng như này. Còn là mày xe mẹ. Đúng mẹ. Nó ở đâu? Mày cứ bảo nó, hiểu chưa? Bảo là anh ơi, em đang ở ngoài đồng nhưng em đi nào. Cái đồng nào đây? Đồng nào nói. Cứ bảo ngoài đồng ấy, hiểu chưa? Bảo anh ơi, anh ra thăm ma nhìn em nhưng mà anh ma nào. Đồng này đồng nào luôn. Nào đâu anh? Có ông nhìn thăm ma. Thầm giờ gọi là đồng cam đồng chịu. Ra đấy mà ra ngoài đồng. Đồng nào đi. Còn là lì với tao thì tao cho mày cứ lì lại thôi. Thế thôi. Buôn bướng à. Bố mặc vẫn còn bướng à. Đừng có bướng được chưa. Ngoan ngoãn thì tao thả. Thôi đi anh em đi về. Thôi đi về anh. Cho cái bố vào. Cho đứng đây luôn. Cho mày đứng đây nhá. Cho đứng đây luôn. Khi nào mà nó
nó mà biết lỗi thì thả về. Đúng anh rồi. Em về kéo nhau mẹ mày, gần chục người ra đây trong vùng bất cứ chỉ vì cái sổ đỏ nhà mình mà khổ cái này mấy ngày trời đi ra đây toàn canh nóng không ấy, canh nó mình như là vệ sĩ vậy, canh nó mà nó như là đại ca mà con này nữa nó lại cứ như kiểu là bố nhà nó nói cay thật con bạn thấy đấy, nó nì xong rồi nói nó bướng nói là nó không nghe. Bây giờ mình phải dùng biện pháp mạnh thôi. Sao mạnh ra cái gì bây giờ, chó ấy nhốt vào đây rồi nó nghe đi mạnh hơn nữa chứ. 3 ngày rồi mà đấy, mặt nó vẫn lì mà cần cần. Bây giờ có nhất là cứ để đấy cho nó ăn nữa thế thôi nhiều không phải đi ra lại nó khổ. Đây ra nhà mình về nhà mình 15 cây sao 5 cây cả đi cả về 5 cây là 10 cây đi về bố à đi về về đây đang bảo vì đi đi là lại thôi cứ gọi ra đây làm gì xem nó như thế nào nó trả cho mình không ở nhà sức rất là ruột đỏ thì về thôi tròn đứng đây luôn.